Em xin chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghệ Kiểng Lá của em ạ. Thì hôm nay em tiếp tục em lên em chia sẻ cho anh chị cái chai cẩm thạch này nha anh chị. Cái tên tiếng Anh của nó là Hibiscus Triaceus ạ. Thì anh chị nào mà chưa biết thì anh chị có thể tra trên Google, nó sẽ có cái tên của cây này đấy. Cây này em trồng đã thuần đã khá lâu rồi anh chị. Cái phôi này này, tức là cái cây giống này, là em nhập Indo về này. Đó, em nhập phôi từ Indo về này. Đó, em trồng lên từ lúc nhỏ lên. Lúc nhỏ nó chỉ cao khoảng hơn 20 phân thôi. Bữa nay nó cũng khá lớn rồi đấy anh chị. Để em đo lại. Được khoảng gần 80 rồi anh chị ạ. Gần 80 phân rồi. Và cái bản lá của nó cũng khá là lớn nha anh chị. Đây này, những cái bản lá của nó như vậy này. Đó, ngang đến 18 này. Và dài nó cũng tầm 18-19 rồi này anh chị này. Cái cây chai cẩm thạch này thì cái mảng hoa của nó rất là nhiều hình thái nha anh chị. Anh chị mà để phun nắng á thì nó sẽ ra những cái màu như màu đỏ, màu tím, màu hồng. Rồi lá nó già đi thì nó sẽ chuyển sang những cái màu như màu trắng kem này. Đó, và những màu như này, ra mảng như vậy. Nó rất là nhiều cái hình thái hoa khác nhau nha anh chị. Thì đây là một cái cây nếu mà như bên nước ngoài người ta trồng ấy, hoặc là Việt Nam mình có một số những cái nhà vườn lớn người ta trồng để trồng chơi thôi ấy, trồng lấy bóng mát ấy, thì nó là như là một cái cây công trình anh chị ạ. Có nghĩa là nó sẽ có cái kích thước rất là lớn, nó cao đến vài mét lận, cao đến vài mét và có tán như là những cái cây công trình của mình ấy. Đó. Còn những cái cây nhỏ mà mình làm giống được ấy, thì mình trồng chậu như này thì mình làm những cái tiểu cảnh cũng khá là đẹp. Trồng tiểu cảnh rồi trồng những cái vườn nhỏ nó cũng khá là đẹp anh chị ạ. Còn cây này nếu mà mình hạ xuống đất này rồi mình dinh dưỡng rồi cho nó thì cây nó sẽ lớn khá là nhanh đấy. To lớn cao đây, cái thân nó lên như vậy này chị này. Đó, cây này nó phát triển rất là tốt rồi đây. Những cái lá mới thì thường thường nó sẽ hay có những cái màu tím này, màu đỏ, màu hồng này. Ở đây nó đang là màu tím này. Em sẽ quay một số cái cây mà em để nắng trực tiếp ấy. Nó sẽ có những cái lá màu hồng, màu đỏ cho anh chị cùng theo dõi nhé. Ở đây thì em có cái cây em để nắng trực tiếp này anh chị này. Em để dưới cái trời nắng em để dưới trực tiếp luôn. Thì cái lá của nó đây này anh chị này. Đây, những cái lá còn lá mới của nó đây. Nó sẽ ra những cái màu như màu tím, màu hồng, màu đỏ này. Đó, đây màu hồng này. Đó, những cái màu này nó rất là đa dạng cái màu nhé. Anh chị càng trồng lâu thì cây nó càng lớn thì cái lá của nó rồi gặp nắng trực tiếp thì nó sẽ ra những cái màu khá là đẹp. Đây anh chị này, đây là một cái cây em để nắng này. Đây, những cái mảng màu, mảng lá của nó như vậy này. Nhưng mà sau thì cái màu nó sẽ chuyển dần sang những cái màu như này này anh chị này. Đó, hiện tại thì nó đang những cái màu như này. Hôm nay thì được cái ngày hôm nay nó mưa chứ không nhìn màu nó cũng rực rỡ hơn đấy. Đây thì một cái cây lớn hơn của em nữa này. Cây này thì nó sum suê lắm rồi. Một cái cây nó nhiều tán, nhiều tay lắm rồi này. Cây này của em cao khoảng 1 mét này. Nhưng mà nó nhiều tán, nhiều tay lắm. Đó, anh chị mà có một cây này mà trồng ở trong sân vườn này, để làm cái sân vườn này, cây công trình này thì thực sự rất là đẹp. Rồi sau đấy anh chị có thể nhân giống ra rồi mình làm thương mại được. Đây này, những cái mảng này rất là đẹp. Cây này cũng để nắng thì nó có tím nhiều này anh chị thấy không ạ? Đó, những cái mảng này tím rất là nhiều đấy. Cái cây này thì em rất lớn rồi, gốc lớn rồi. Thì hôm nay em đang bán cái cây ở bên trong kia thôi. Dạ, thế cái cây này là cái cây mà em đang bán này. Còn những cái cây kia thì em đang muốn giữ lại để em đang để nắng trực tiếp, em cũng muốn hạ trong vườn ấy. Thì em còn dư được một cái chậu này thì em trồng, em đang bán cái cây này. Cái này thì em đọc lại thông số đó nha anh chị. Nó cao 80 này, bản lá nó khoảng tầm 20, bản lá nó khoảng tầm 18 phân ạ. Trung bình là 18 phân nha anh chị. Đó, trung bình là 18 phân. Cây có nhiều tay rồi nha anh chị, có rất là nhiều cái tay phụ này rồi này. Thì những cái này anh chị về anh chị chỉ tỉa những cái lá này đi thôi. Đó, rồi sau đấy những cái tay phụ này cành nó lớn lên anh chị có thể là nhân giống ra và bằng những cái tay phụ này. À, thì bản thân cái cây nó gồm có cả một cái chậu như vậy và giá thể sẵn sàng hết tất cả như vậy rồi anh chị này. Thì em đang bán một cái cây như vậy anh chị.
Em đang bán với giá là 700 ngàn ạ, chưa bao gồm phí ship nha anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu hoặc là thích những cây công trình, cây lớn lớn như vậy này, đang cái độ phát triển này, thì inbox cho em nhé, hoặc gọi cho em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình ấy. Thì em sẽ trả lời tin nhắn hoặc là trả lời cuộc gọi. Rồi mình có thể mình em có thể em tư vấn cái cách trồng, cái chăm sóc cho anh chị nữa nhé. Đó, cái cây này thì nó cũng nói chung nó cũng dễ thôi. Em trồng sẵn sàng vậy rồi này. Anh chị nào mà cảm thấy thích thì inbox cho em nhé, hoặc gọi cho em nhé. Đó. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều nhé.